Vâng, sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi thật khó lường và cho đến nay thì cả nước đã có tới 55 tỉnh xuất hiện dịch bệnh không có thuốc chữa này. Hơn 2,2 triệu con lợn đã bị tiêu hủy. Tại các tỉnh Nam Bộ do đang vào mùa mưa, nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi ngày càng tăng cao. Tuy vậy, tình trạng lợn bệnh vứt đầy kênh rạch vẫn tiếp tục diễn ra. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu. Ở một số tuyến kênh ngay tại vùng dịch, không khó để bắt gặp xác của những con lợn trôi trên mặt nước. Việc vứt xác lợn bệnh xuống kênh rạch vừa gây ô nhiễm môi trường nước, vừa phát tán mầm bệnh lây lan ra diện rộng, rất khó kiểm soát. Theo quy định, khi có lợn bị nhiễm bệnh hoặc chết, người dân chỉ cần báo ngay cho chính quyền địa phương. Nếu xác định bị bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ bị tiêu hủy ngay và được nhà nước hỗ trợ. Theo lãnh đạo một số xã cho biết, có tình trạng lợn bị chết ở xã này được chở qua xã khác để vứt xuống kênh rạch. Trong khi bệnh dịch vẫn còn những diễn biến rất phức tạp và gần như cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phòng chống, thì hành động vứt xác lợn xuống kênh rạch sẽ làm cho việc phòng chống lây lan dịch bệnh càng trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, việc xử lý các hố chôn lợn cũng là một vấn đề phải hết sức quan tâm. Một số hố chôn đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, đặc biệt là trong mùa mưa, rất dễ xảy ra ô nhiễm môi trường và có thể phát tán mầm bệnh từ các hố tiêu hủy lợn bệnh. Một khi hố chôn bị ô nhiễm, phát tán mùi hôi thối ra môi trường sẽ rất khó khăn để xử lý bởi có những hố chôn số lượng rất lớn. Theo quy định, nếu đàn lợn có kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì phải tiêu hủy ngay nhằm hạn chế sự phát tán của mầm bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn có nơi lúng túng trong việc xử lý đàn lợn bị nhiễm bệnh. Nơi nào không có hoặc không vận hành được kịch bản phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, nơi đó sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.